ngay từ cái tiêu đề của cái livestream này là bản thân em không muốn làm một con vịt. Đấy, em rõ ràng em là một con người mà ông tiến sĩ Vũ Đình Ánh ông lại ví nhân dân của mẹ em là con vịt để cho vặt lông, thu thuế giống như vặt lông vịt. Đó, em không muốn làm con vịt. Cho nên là biết sao, Bộ Tài chính với cả Bộ Tài chính với cả Bộ Công Thương ấy vừa ra một cái thông tư chuẩn bị là đánh thuế 0,3% và 0,4% đối với những đối tượng mà có nhà từ 700 triệu đổ lên và có xe hơi từ 1 tỷ rưỡi đổ lên. Thực ra em không phải là đối tượng có nhà 700 triệu cộng với có xe hơi 1 tỷ rưỡi, cho nên vấn đề này em không quan tâm. Nhưng cái chính rằng là nếu như chúng ta không quan tâm bởi vì nó không ảnh hưởng đến ta, thì khi mà những cái ảnh những thứ mà nó tác động trực tiếp đến ta thì nó thì lúc đấy chúng ta mới quan tâm. Như vậy là không được. Như vậy là mấy cái bác Bộ Tài chính ấy đánh kiểu đánh lẻ, đánh vào từng đối tượng một. Bây giờ là hiện tại là đối tượng lúc trước ấy đánh vào thuế giá xăng đấy là toàn diện luôn, các bác thấy không, là bất cứ một cái người dân nào cũng đều phải chịu tác động trực tiếp từ cái việc tăng giá xăng dầu. Đó, vừa mới tăng giá xăng dầu rồi, ngoằng một phát bây giờ giá xăng A95 là lên 21.000 rồi. Ê, trong khi đấy giá xăng ở bên thôi bây giờ cứ tính mỗi lần mà cứ ví giá xăng thì em hay ví với cả Mỹ, thì bên Mỹ hiện tại là 2.60 đô la cho một galon, mà một galon là 3.8 lít, thì các bác nhân ra thì bây giờ giá xăng ở bên Mỹ nó chỉ khoảng 15.000 một lít thôi, nhưng Việt Nam mình xăng A95 đã là 20.600 đồng, gần 21.000 đồng rồi, thì nó sẽ tác động đến toàn thể những người dân lao động đấy. Nhưng mà cái vấn đề là vặt đến bao giờ chúng ta sẽ còn im lặng để cho nhà nước, để cho Bộ Tài chính, để cho Bộ Công Thương đưa ra một cái thông tư trình lên Quốc hội là sẽ thay đổi, có nghĩa là sửa đổi luật thu thuế, luật thuế về cái vấn đề đánh thuế tài sản của những người có nhà và có xe. Đấy, chúng ta không lên tiếng bởi vì em cũng là có loại là dân ngu cu đen, có nghĩa là nghèo mạt dẹp, có cái quần slip rách mặc 2 năm rồi nó rách tả tơi ra rồi, không phải nói phép, chẳng nhẽ bây giờ để trưng cái quần slip rách cho các bác thì nó hơi vô duyên một tí, nhưng nó tả tơi rồi nhưng em vẫn mặc, bởi vì là bây giờ chi phí thu nhập thì nó chỉ có thế thôi, mà chi phí thì nó đội lên quá cao, cho nên là ăn tiêu phải rẻ sẻn, ăn mặc thì cũng phải thế chứ đâu có được nay quần nọ mai áo kia ấy, mà không thắt lưng buộc bụng và chỉ có đói thối mồm ra thôi. Thế bây giờ vặt cái gì nữa, còn cái gì để mà vặt nữa, dân đen giờ đéo còn cái gì để mà vặt đâu ông Bộ Tài chính, ông Bộ Công Thương ạ. Khi người ta xây nhà nhá, khi mà ta xây nhà, người ta đã gạch đá xi măng vật liệu xây dựng công cán tất cả người ta đã đóng thuế rồi, tất cả đóng thuế ở trong đấy rồi. Sau đó là thuế để mà mỗi lần mà để mà được xây được một căn nhà thì người ta đã phải đóng thuế rồi, là người ta đã phải là chung chi cho địa chính nhà đất, rồi là sở xây dựng, rồi là sở quy hoạch các kiểu rồi. Phải nói là quá khổ rồi, cất là nhiều tiền rồi. Đó, chẳng hạn như mua một cái xe hơi, ví dụ chẳng hạn như một cái xe, bây giờ em ví là cái xe Lexus đi, Lexus mà mình gọi là theo tiếng chuẩn, nếu mà mình gọi là tiếng Việt là Lexus ấy, cái con Lexus của Toyota đấy, 570 giá ở bên Mỹ nó chỉ có 62-65.000 đô, thế nhưng mà về Việt Nam á, nó sẽ tăng lên là thêm 3 lần nữa, vậy là 36-18, vậy nó tăng lên là 180.000 đô. 180.000 đô thì cho là 200.000 đô nó vào đến 4-5 tỷ ấy, hay là 6-7 tỷ của cái Lexus ấy, gọi là cái Lexus 570 đấy. Đó, thì nó đã bị đóng 200% thuế rồi, thuế trước bạ rồi, thuế môi trường rồi, thuế nhập khẩu rồi, thuế tiêu thụ đặc biệt rồi, là thuế lọ, thuế chai, thuế ông, thuế bà, thuế các kiểu rồi. Thế mà bây giờ đi, khi bây giờ lại đòi đánh thuế tài sản của người ta thêm 0,3% cho cái xe hơi trên 5 tỷ. Thì mẹ các ông sẽ không ăn lắm để. Các ông ăn dày, ăn cả tất, ăn cả đất xung quanh rồi. Bây giờ vặt lông trụi hết mẹ rồi, có cái lông háng này vặt luôn đi, đấu má. Dân thì lại cứ im để mà chịu trận à trời. Chúng ta lại muốn chúng ta là con người nhưng chúng ta trở thành vịt hết một lượt. Mà công nhận mấy cái thằng cha đấy, nó cũng khinh dân ra mặt luôn đấy. Nó coi dân là vịt luôn đấy. Để chổng mông cho nó vặt lông ấy. Mẹ bây giờ tôi bảo của bà con cô bác là mua mẹ hết nó gì nhỉ? Cái chi như em đảm bảo cái chi em quên rồi,
mua cái dao cạo gọi là Gillette đấy, đấy dao cạo Gillette đấy, thế là bắt đầu là có lông, gọi là lông mao, lông mu, lông háng, lông đít gì ấy, cạo sạch nhẵn trơn đi để xem cái ông công thương, cái ông bộ tài chính, cái ông thuế ông ấy lấy cái gì ông vặt. Ôi giời ơi, nói đùa chứ hơi chán luôn đấy. Bây giờ nha, các ông ấy luôn biện bạch và biện hộ và ngụy biện là thuế chúng ta so với các nước khác là quá ít, không ăn thua gì cả, không là cái gì hết trơn á. Cho nên là cái việc mà so sánh với các nước, so sánh trong khu vực chúng ta, thuế chúng ta thấp, thuế tài sản, thuế nhà đất, rồi là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đặc biệt, tất cả các loại thuế của chúng ta đều thấp hơn. Thế nhưng ngược lại thì các ông, tại sao các ông không có trẻ con xem à? Tại sao các ông không thử quay ngược lại là cái an sinh xã hội từ cái tiền thuế của dân, chúng tôi đã được hưởng cái gì không? Chúng tôi có hưởng được cái gì không? Khi chúng tôi đóng thuế chúng tôi hưởng được gì không? Nhá, an sinh xã hội ngược lại không có. Không có một cái chết toi lòi ruột gì hết cả. Cái nguồn thuế là cái nguồn thu nhập chính của một quốc gia. Bây giờ các ông thu thuế của chúng tôi như thế. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng tôi được nhận lại những cái gì mà chúng tôi đã đóng, ví dụ như là hệ thống bệnh viện mà chúng tôi không phải nằm ghép 3-4 người một giường, rồi đi học, thầy cô giáo có tâm huyết, rồi đi không có kiểu mà cô giáo mà ép buộc học sinh, rồi dọa nạt học sinh, xong rồi bắt học sinh uống nước rẻ lau bảng. Đấy. Rồi là cô giáo là cầm ghế, cầm cái phang vào học sinh. Đấy, nếu như mà chúng tôi được nhận được những cái sự giáo dục như thế, cộng với cái việc mà ở các nước khác ấy, nó có y tế miễn phí đấy. Đấy, hoặc là bao nhiêu phần trăm đấy. Điển hình như là Canada hoặc là Úc là đi y tế toàn dân, có nghĩa là cái tiền thuế người dân đóng vào đã được chính phủ sử dụng để mà chăm lo lại sức khỏe cho người dân. Cho nên là khi mà bạn ở Úc hay là bạn ở Canada mà bạn bị bệnh ấy, là bạn được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí luôn, không mất cái gì hết trơn á. Đó, thì ví dụ ngược lại, chúng tôi chấp nhận đóng thuế bởi vì thuế là nghĩa vụ của công dân sống trên một đất nước, muốn đất nước đấy có nguồn thu nhập để mà cho cái hệ thống hành chính điều hành, nó quản lý đất nước, thì đương nhiên chúng ta cần phải có thuế, cần phải có tiền thì mới làm được. Thì đương nhiên là người công dân là cần phải thể hiện cái trách nhiệm người công dân đóng thuế. Em sẵn sàng đóng thuế loang hoàng luôn, bán mấy chai nước mắm giặt dẹo ở trên mạng thôi vẫn đóng thuế đầy đủ nhá. Đấy, em mua vào em vẫn nhận đóng thuế đầy đủ, và em còn yêu cầu sở thuế, chi cục thuế quận 2 đến mà thu thuế khoán khi mà em bán nước mắm cơ. Đấy, ví dụ cứ một tháng các ông bà thu cho tôi khoảng 200.000 đến 500.000 tiền thuế đi. Đấy, tiền bán nước mắm đi, sẵn sàng đóng luôn. Chứ có vấn đề gì nó không đóng đâu, có phải là loanh quanh tìm cách trốn thuế đâu, không có nhá. Đấy, bản thân tôi là một người chịu đóng thuế đầy đủ, không thiếu một đồng nào. Đấy, thế nhưng mà các ông các bà mang tiền thuế đi đâu? Các ông bà mang tiền thuế đi xây cái tượng đài, đi xây cái công viên, rồi đi xây cái mả cha nhà các ông các bà ấy, chứ các ông các bà có lo cho dân tí đéo nào đâu. Ấy thôi, thế mà bây giờ cứ nay thuế mai thuế, 432 thứ thuế không đủ để chúng tôi đủ chết à? Một quả trứng gà đóng 14 thứ thuế, một cân thịt lợn đóng 50 thứ thuế, thì bây giờ các ông các bà hỏi thử hỏi là chúng tôi sống bằng cách nào? Chúng tôi sống bằng cách nào đây? Thế bắt đầu là vì chỉ vì là thuế má nhiều quá mà dân thì nhận lại trả được cái gì? Đấy, đi bệnh viện nhá. Tiền đâu? Đầu tiên phong bì đâu, tiền đâu, bỏ vào đây, đóng thuế, đóng tiền giường đi, tiền bệnh đi, không có nằm đấy. Đấy, cái ông kia, cái con bé kia mà con nhà kia nó bị ngã xong bắt đầu bảo là đi vào đấy tiêm chọc hay là đi vào đấy nhập viện đấy, nhưng bảo chưa có tiền hay là đợi chờ gì đấy, thế là chết oan con người ta. Đấy. Các ông ngụy biện. Các ông ngụy biện, các ông bảo là Việt Nam đóng thuế so với các nước khác là quá thấp, quá ít rồi. Cho nên là cái dân Việt Nam này vừa tham vừa gian, động tí đóng thuế là phát là nhảy tưng tưng lên kiểu như là gà chuẩn bị cắt tiết đấy. Thì những cái vấn đề là chúng tôi đâu có ngại đóng thuế, nhưng cái tiền thuế của chúng tôi đi đâu, có được minh bạch hay không, có được chi tiêu đúng mục đích hay không? Hay là cái ông nay ông vặt một tí, mai ông vặt một tí, ngày kia ông nghĩ ra cái này, cái này ông vặt, ngày kia ông nghĩ ra cái nọ, thì ông xà xẻo xá trong cái tiền thuế đấy. Mà tiền thuế của chúng dân chúng tôi lờ mờ, tôi không biết là thu được bao nhiêu hết, chi tiêu những cái gì hết. Tại sao mà lại bộ máy nó lại cầu hành chính lại cồng kềnh như thế? Bởi vì nó lắm ban ngành lắm, loại lằng hoàng lắm. Đấy. Chứ đâu có phải là chúng tôi không muốn đóng thuế đâu. Phải đóng thuế để phát triển đất nước thì lại sẽ không muốn đóng, rất muốn đóng đấy. Thì ngược lại chúng tôi nhận được cái gì? Mà dân đen bây giờ các khu chế xuất, các khu công nghiệp kia cơ,
bị cắt giảm lương rồi là bị phải làm thêm nhiều giờ nọ kia cả ấy, thế chết rồi đấy. Dân đen lương 4 triệu đồng một tháng. Ừ. Ngày xưa ví dụ cân gạo nó chục nghìn thôi, bây giờ giá xăng nó lên, nó đội thêm chi phí vận chuyển nữa. Đấy, chi phí lọ, chi phí chai nó cứ đội lên dầm dầm ấy. Giờ nó lên 15 nghìn một cân rồi, mà tiền thì vẫn có 4 triệu, đâu có lên được. Đợi đến mà tặng đi làm, đợi mà tăng lương ấy à, thì có mà 2 năm tăng lương một lần. Còn đéo đâu mà vặt, có cái gì mà vặt. Các ông đang bần cùng hóa dân đen, dồn dân đen đến không còn đường sống nữa kia cả. Các ông có bà ạ. Ôi giời ơi. Nói luôn nhá, nói luôn các ông có bà như này. Đóng thuế thì nhiều đấy, thế nhưng mà chúng tôi nhận được cái gì chúng tôi sẵn sàng đóng. Tôi chưa bao giờ là người trốn thuế. Thứ nhất là thế, thứ hai là cái gì nhỉ? Định nói cái gì em quên mẹ rồi. Đầu óc em dạo này em rất là ức chế vì cái loại thuế đấy. Thuế má cứ tăng dầm ấy. Ờ, xây biệt phủ, xây nọ xây kia, mạnh ai nấy vơ vét từ cái loại cấp phường xã, cấp thôn xóm phường xã đến cấp quận huyện trung ương, ông nào mạnh ai nấy vơ vét, mạnh ai ông nấy tham nhũng, mạnh ai ông nấy xả xẻo xá vào tiền của dân. Dân đéo nào nuôi ông cho nổi. Đấy. Rõ ràng là cái bà, nguyên cái câu nói của bà gọi là các anh chị có biết cái bà cựu chủ tịch, cựu phó chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan quê ở Hà Nam, bà có nói là như thế này, ăn tàn phá hại như thế này thì dân không nuôi nổi, không dân nào nuôi nổi cái bộ máy ăn tàn phá hại như này. Bà ấy nói luôn đấy. Thế chứ lại. Đấy, khổ lắm cơ, lương được 4 triệu bạc, đi làm 10 tiếng, 12 tiếng ở trong cái công ty ngồi may cắm đầu cắm cổ xuống, xong bắt đầu là sinh ra bệnh nghề nghiệp, đau lưng, nhức xương, đau mông, đau đít, nhiều các thể loại lắm. Còn đi vào trong bệnh viện thì động tí là tiền, hơi tí thì tiền. Đấy, cái gì cũng tiền hết trơn á. Viện phí nọ kia lằng nhằng các kiểu, rồi là không có tiền thì nằm chờ chết. Thì các ông các bà bảo thế chúng tôi làm thế nào mà chúng tôi sống nổi được ở cái đất nước mà ăn không chừa một thứ gì. Bà mẹ nó mấy con bò kiểu gì nó đi lạc mẹ vào nhà quan rồi đấy. Mấy con bò chính sách của huyện đấy về để tặng cho nông dân, để những bà con nông dân để chăn bò, để gây giống đàn bò. Thế mà làm thì đéo nào mà mười mấy con lạc mẹ vào nhà cán bộ, thế mới tài tình như vậy đấy. Ăn không chừa một thứ gì, ăn từ cái suất ăn của người tâm thần, cho đến ăn từ cái đồ từ thiện cho những người nghèo khổ, ăn không còn một cái gì. Sao các ông các bà ăn lắm nè, ăn ác thế đấy, đã xong bắt đầu ăn chám no cho phẻ phỡn ra, xong bắt đầu đấy. Rồi lực lượng AK-47 thì chết, sống chết cũng phải bảo vệ chế độ. Thế nhưng mà khổ quá, các bạn ấy có được, cũng được đối xử tử tế, cũng có được ngon lành đâu. Lương tháng cũng 4-5 triệu bạc, làm cái nghề gọi là khóc thuê khóc mướn cũng 4-5 triệu bạc, thế thôi có nhiều nhặn gì đâu. Thế nhưng mà các ông các bà đấy thì toàn là con cái. Bây giờ cấp huyện thôi, em không cần nói cấp tỉnh trung ương gì hết trơn đấy nha, em chỉ nói cần cấp huyện thôi, là con cái đã sẵn một suất đất, đã mua sẵn bất động sản ở bên Mỹ, bên Úc hết rồi. Thế là con cái là học ở bên đấy hết rồi, mua bất động sản hết rồi. Đất nước mà có nguy nan, có biến hay là có gì, thế Trung Quốc nó có vào nó đánh mình, hay là nó tuyên bố là mình là một tỉnh gọi là tự trị của nó, thì lúc đấy là các ông ấy hạ cánh an toàn. Con cái các ông ấy ở trên nước tư bản dễ chết hết mẹ rồi. Thế là còn đám dân đen ở lại là chịu trận với nhau. Thế không hiểu nổi tại sao các bạn ấy cố sống cố chết, các bạn ấy không nhìn ra những cái vấn nạn hiện nay của xã hội. Nó băng hoại từ cái vấn đề giáo dục, từ vấn đề y tế đấy, từ cái vấn đề lương tri của con người, từ cái vấn đề người ta đè lên nhau mà sống. Tại sao bảo người dân bây giờ ác với nhau thế? Tại vì là nhà nước vặt lông nhiều quá, thu thuế nhiều quá, họ không kiếm được nguồn thu nhập, cho nên là họ phải vì cái lợi, vì tiền tài trước mắt, họ phải bỏ hóa chất vào những cái thực phẩm đã vứt đi rồi để cho bán cho người dân ăn. Đấy, đấy thì vì họ bần cùng thì họ làm thế. Tại sao bảo tại sao người Việt ác với nhau? Ấy, ác thì cũng vì thế nào thì người ta mới ác với nhau như thế. Ấy thì không đúng à? Đấy, thế bây giờ xã hội nó cứ loạn lạc như thế, nó loạn bát nháo lên rồi, mạnh ai nấy sống. Thế mạnh ai nấy cũng phải quan chức thì tranh thủ vơ vét, thì cũng dân đen thì tranh thủ chộp giật. Cho nên là cái xã hội này mà sao mà nó khổ sở thế. Em thật sự nói thật đùa với các bác, em mỗi lần mà em mở mấy cái tin tức ra là em chả buồn đọc hay chả buồn nghĩ về cái hiện tình đất nước. Thứ nhất là cái việc mà toàn vẹn lãnh thổ của mình.
cái bà gì đó, bà Nguyễn Thị Thu Hằng đấy, gọi là bà nhà phát ngôn ngoại giao Việt Nam ấy, à, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ấy, nghe nói là ông Donald Trump ông mang 120 quả Tomahawk tên lửa ấy, missile đấy, ông ấy tấn công cái cơ sở mà phát triển vũ khí hạt, không phải vũ khí hóa học của Syria đấy. Syria là chế độ Bashar al-Assad độc tài. Chả hiểu là vấn đề là ở chính trị ấy, nó có nhiều mưu mô, nó có nhiều thủ đoạn lắm, chứ không phải là chính trị 1 cộng 1 là 2 đấy, mà 1 cộng 1 nó thành 10 cơ. Sâu xa ở cái vấn đề là chính phủ Mỹ tại sao cũng chỉ vì nhiều người đặt câu hỏi là lợi ích của Mỹ là trên hết, không thể nào mà vì cái mục đích nhân đạo mà chỉ vì mấy trăm người chết vì vũ khí hóa học của Bashar al-Assad mà ông ấy mang cả mỗi một quả bom, à mỗi một cái quả tên lửa Tomahawk ấy nó trị giá 1 triệu đô. Ví dụ ông ấy phóng lên, ông ấy phóng 100 quả thì mất mẹ 100 triệu đô rồi. Ông không nghĩ rằng, nhiều người nghĩ rằng là nước Mỹ chỉ có cái lợi ích cho mình chứ không bao giờ nghĩ cho lợi ích cho nước khác, có nghĩa là hai bên cùng có lợi. Đấy, thế nhưng mà sao ta? Thế chứ em mới bảo là trong cái chính trị nó có nhiều thủ đoạn, 1 cộng 1 bằng 10, bằng 5 chứ không phải 1 cộng 1 bằng 2, và chúng ta chỉ nhìn thấy thế thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề là Việt Nam cũng buồn cười lắm cơ. Đấy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng là chúng tôi nó rất là quan ngại về cái việc mà Mỹ và đồng minh mang tên lửa sang để mà pháo kích Syria. Đấy. Thì nó sẽ chúng tôi hết sức là quan ngại, cái đừng có làm leo thang phức tạp thêm tình hình. Đấy. Thế cái cục phân à, cái xò đeo mẹ. Thế cái thằng tàu cộng ấy nó suốt ngày nó đâm chìm tàu thuyền của ngư dân Việt Nam, rồi nó mang tàu hải giám, nó cắt cáp tàu Bình Minh, nó làm đủ trò ngoài Biển Đông, mà trong khi đấy nó biến cái khu vực thuộc quyền tài phán của Việt Nam thành khu vực tranh chấp. Rồi nó bảo là không nên, Việt Nam không để nên phức tạp thêm tình hình, rồi chúng tôi quan ngại về mối bang giao giữa hai nước nếu như Việt Nam tiếp tục có những hành động thế nọ thế trai. Ấy thôi địt mẹ đấy, thằng tàu cộng nó vào nó xâm phạm chủ quyền, nó xâm phạm gọi gì lãnh thổ Việt Nam hay sao, các ông không bà không nói, à cũng chỉ được nói là ôi giời ơi, chúng tôi hết sức quan ngại thôi. Đấy. Đấy, cái loại quan cấp xã thôi, đi đâu khệnh khà khệnh khạng ấy, cái mặt vác lên trên trời đấy, chả nhìn thấy dân đen ở bên dưới đâu. Nói chung là nản lắm. Đấy, vặt lông vịt, thế bây giờ chúng tôi còn đéo tí lông nào mà vặt. Tôi hỏ nhau, tôi cạo mẹ sạch luôn, trắng hếu luôn, từ đầu chân không còn chỗ nào nữa, ông lấy gì ông vặt. Đấy, tôi hỏi cái ông Bộ Tài chính và ông Bộ Công Thương, cộng với cả cái Ủy ban, cộng với cả cái Quốc hội, 500 đại biểu Quốc hội, đại diện cho nhân dân ngồi đấy làm gì? Ngồi đấy để mà chúng tôi mà tốn thuế cho các bà. Ngày đéo nào các ông các bà cũng mẹ mày họp Quốc hội, mỗi lần họp Quốc hội để tốn hàng 2-3 tỷ đồng tiền, gọi là hậu cần lo ăn uống đi lại ỉa đái cho ông các bà. Thì các ông các bà ngồi đấy làm đéo gì? Thì không, các bà không thấy là thì tự nhiên đại biểu Quốc hội của chúng tôi bầu ra để mà đưa những cái ý kiến cho Quốc hội, là bây giờ dân như thế này, dân như thế kia, chúng tôi cần phải như thế này, nhật như kia. Các ông bà đéo nói đâu các bà. Hình như là mỗi lần họp đại biểu Quốc hội, ông bà in mẹ những cái tài liệu từ năm nào năm nào cầm lên đọc xong, rồi xong hết. Đấy. Nguyên cái khâu mà mỗi lần họp Quốc hội thôi nhá, tiền thuế của chúng tôi 2-3 tỷ lo cái việc ăn uống đi lại ỉa đái, ỉa gì đái dầm của ông các bà. Nói đùa chứ mấy ông bà Quốc hội không hiểu là ngồi để làm gì. Ví dụ Bộ Tài chính hay Bộ Công Thương mà nó có mang cái thông tư mà gọi là đánh thuế ấy, thì các ông có bảo bỏ luôn, bác bỏ luôn, không phê chuẩn cái thông tư này, bởi vì thuế má đã quá đủ rồi, quá nhiều rồi, đừng dồn dân đến cái đường không sống nổi nữa. Thì bây giờ dân không sống nổi, không có tiền thì sinh ra mới cướp bóc, sinh ra mới chộp giật. Đấy. Thế là bắt đầu mới xã hội nó mới rối ren, nó mới loạn lạc. Đấy, nó mới lại đi ra đường thì không an toàn, lại sợ lại cướp bóc nó kia các kiểu luôn. Nó là hệ lụy, nó là đi theo một cái dãy gọi là domino. Khi có một cái tác động thôi, nó sẽ là một cái loạt, cái con domino nó gọi là cái hiệu ứng, gọi là cái con domino nó đổ đấy. Bây giờ tôi cứ bảo đây là nếu mà các ông bà thu thuế ấy, đừng có thu thuế cái gì lằng nhằng hết trơn ấy. Đấy, thu thuế luôn cái mẹ cái việc mà đi ỉa đi đái thì không thu được, đái một ngày đái 7-8 bãi thu có mà chết à. Đấy, thu mẹ đi ỉa đi, thằng nào ỉa cứt lỏng thì thu 2.000 một lần, thằng nào ỉa cứt cục thì thu 1.000 một lần.
Thế là đố thằng nào mà trốn thuế được đấy. Thì ăn vào thì phải tống ra, thì là tống ra đấy, thu thuế đấy. Ông bà thu thu thuế thử đấy xem. Con khi còn được còn còn được đầy đầy đủ người dân đóng thuế. Đấy. Chứ còn các ông các bà đấy đấy đấy. Nói đùa chứ nói nhiều, nói chán, bực mình, ức chế. Ôi giời đất ơi. Thế sau này mà vợ chồng soạc nhau, các ông có bà thu mẹ luôn thuế cho tôi nhờ luôn đi. Đấy, cứ khoán trắng cho mẹ vợ chồng nhà nào, cứ khoán trắng cho cái loại mà từ 30 tuổi đổ xuống ấy. Là cứ khoán trắng ngày 5 lần thu thuế đi, mỗi lần 10.000, 5 lần nó có 50.000. Đấy, còn cái loại 30 đến 40 một tuần 3 lần thu 30, khoán trắng. Mày nhiều ít kệ mày, tao cứ thu khoán. Cái loại 50, 60 tuần một lần thu 10.000. Thế là khối tiền. Đấy, ông bà thu luôn đi. Nghĩ ra lắm loại thuế khóa thu luôn đi. Cho cái thằng thầu Trung Quốc nó vào, nó xây cái đường cát Cát Linh Hà Đông đấy. Nói là đến năm 2016 là sẽ đưa vào sử dụng đấy. Giờ này mà là 2018 mà chưa thấy đâu, đang ngừng lại rồi. Làm gì có mau còn rót vốn nữa đâu. Thế là một năm đã phải trả 25 triệu đô la tiền lời cho nó. Đấy, thế mới khổ đời chứ lại. Lo ra để lo, để lo cho dân, để lo phát triển kinh tế, đéo lo loanh quanh, chỉ lo đi đốt lò với đốt củi, mới cả nhặt củi tống vào lò rồi. Từ ông to nhất đến địa loại bé nhất, chán đời. Dân mở mồm ra nói chỉ để cho mong tốt đẹp hơn. Chứ ai nói là để cho kêu là ngồi mà nói xấu. Các ông có bà có đẹp đẽo nói xấu mặt như cái đít xoong đít nồi còn nói xấu cái gì. Quy cho nói xấu. Điều luật nào quy định là không nói xấu cán bộ. Đít mẹ. Ở đấy thôi là em mới bức xúc nói bậy rồi. Ông Obama ông bảo chưa đất nước tôi phát triển được như bây giờ là bởi vì ngày nào tôi nghe sự chỉ trích. Ngày nào tôi nghe chửi. Các ông bà đéo nghe chửi được xuống mẹ đi cho người khác lên làm. Người dân của chúng tôi thế này các ông bà cứ ví như con vịt đấy. Rồi vặt lông rồi để không nó không kêu. Tôi là người, tôi có nhận thức, tôi có cái nhận thức của tôi có những cái chính kiến của tôi có những cái quan điểm, những cái điều mà tôi không thể nào chấp nhận được với cả ở cả cả những cái chính phủ này. Chính phủ được tồn tại được là do dân, chứ các ông các bà tự làm ra tiền thì các ông tự bà trang trải cho các chi phí của ông các bà chắc. Đến cái đảng cầm quyền này thôi mà cũng phải ăn bám vào vào váy của dân đi cả, chứ đừng nói ông có bà làm đéo được được ra tiền mà chi phí. Họp đại hội đảng kìa. Cái đoàn phí cái đảng phí được bao nhiêu tiền so với cái mức ăn tiêu đi lại rồi là ngủ nghỉ của ông các bà. Ví con người của chúng tôi ví như những con vịt xong vặt lông. Bản thân các ông bà đấy đấy, cho nên là bảo sao? Ở các nước khác ấy, các đảng phái hoạt động độc lập với nhau, người ta tự lo cái chi phí của người ta. Người ta vận động hành lang được những doanh nhân, được những cơ sở thương mại người ta đóng góp vào để người ta phát, để người ta tồn tại. Đây các ông có bà ở đây là ăn dựa vào dân. Nếu có dân các ông bà đâu có tồn tại được. Thì mà bây giờ lại cứ đẻ ngửa dân ra là vặt hết lông đít, lại đến lông háng, xong lại đến lông mao, xong lại đến tóc tai vặt trụi không còn cái gì nữa. Thuế đâu lắm thuế để thuế nhưng mà được minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, để chăm lo cho an sinh xã hội, cho đời sống nhân dân. Đồng ý ngay, hoan hô luôn, đóng thuế. Chứ mà đóng xong tự nhiên nó đi trôi dạt phương trời nào ấy. Nó đâu còn ở lại với dân đâu. Cho nên các ông các bà bảo sao là tại nói lên nơi các ông bà vậy chứ. Tại sao không làm gì chứ lên nói nhảm. Thì đéo mẹ không làm gì mà tôi sống được chắc. Cho nên là chán đời lắm. Đấy. Cái nhà nước này xem lại như thế nào đi. Người ta bảo là gì nhỉ? Cái gì? Cái câu gì em quên mất rồi đấy. Nóng quá. Xăng dầu thì nay tăng mai tăng. Ôi tôi nghĩ tôi nản. Tôi nghĩ tôi nản. Tôi nghĩ tôi nản lắm luôn đấy. Tứ trụ. Các bác đấy. Chả hiểu các bác ấy làm gì. Cái bác Xuân Phúc, bác bảo tại sao dân lại cứ nghèo mãi, nông dân lại cứ nghèo mãi. Không biết là bác hỏi câu đấy là bác hỏi đấy, bác để bác hỏi vui hay là bác nói thật. Nhưng mà tại sao nông dân nghèo mãi? Nông dân nghèo mãi là vì
trồng trong nước thừa mứa, nó không có nguồn tiêu thụ công, các bà lại còn cho nhập hàng của Trung Cộng với đây. Đấy, thế là mình lại kêu không nông sao đông, nông sản của nông dân trồng ra lại không có chỗ tiêu thụ, nhập nông sản Trung Cộng về. À, thế có chán đời không nhỉ lại? Nhân dân ở nông dân thì phải loay hoay từ khâu con giống, từ khâu đầu vào cho đến cái loay hoay là tìm nguồn tiêu thụ như thế nào, đéo ai giúp đỡ cả. Đấy, cái hội khuyến nông ấy, mỗi huyện, mỗi xã, mỗi tỉnh đều có một, lập ra một cái hội ăn hại gọi là hội khuyến nông ấy. Thì cái hội khuyến nông chúng nó làm gì mà chúng nó không tư vấn, cố vấn được cho bà con làm cách như thế nào, cách như thế nào, rồi là bao tiêu nguồn tiêu thụ tìm như thế nào nhà cho bà con. Hay chúng nó lập ra để chúng nó ăn hão đéo bữa, chả làm được cái con mẹ gì hết trơn á. Đấy, hội khuyến nông. Rồi các sở nông nghiệp phát triển nông thôn của các tỉnh thành ở đâu là sao không lo cho dân. Đấy, thế mà thà rằng là tại vì là các em, bọn em biết rồi bác ạ, bác thủ tướng ạ, bọn em biết rồi. Thì bởi vì là các bác là độc quyền, các bác muốn làm gì làm. Đấy, ai nói được các bác, tiền tài các bác có, công an, quân đội, nhà tù các bác có, hở ra là các bác quy là phản động, bắt bớ. Đấy, cho nên là bọn em biết thế rồi, nhưng thôi các bác đừng có đi họp hành nữa. Bác cũng nói là tại sao nông dân nghèo, rồi là tại sao rồi là cái tình trạng là không kiểm soát được tình trạng mua bán dâm. Đấy, các bác thôi tốt nhất là các bác đừng nói như thế. Mỗi lần các bác nói, báo chí đưa tin, bọn em đọc được, bọn em lại thấy lại thêm nhảy tưng tưng lên rồi. À, thế không, bác không biết tại sao dân nông dân nghèo mãi à? Thế mấy cái thằng cha gọi là gì ta? Mấy cái thằng cha gọi là đấy, đầu xù ra giống một con điên rồi. Lực lượng lao động chính, lực lượng là tiên phong, lãnh đạo là giai cấp nông dân và công nhân. Bây giờ các bác quay lại thử nhìn giai cấp nông dân và công nhân của Việt Nam xem. Gọi là cái loại lại bần cùng nhất của xã hội, đói khát nhất của xã hội. Đấy, thu thuế đấy, vừa rồi đấy, thuế lắm, nhiều thứ thuế lắm. Rồi so sánh là trong khu vực và trên thế giới là nước ta thu thuế thấp nhất, ít nhất. Đan Mạch nó đánh thuế kìa, Đan Mạch đánh thuế gọi là 45%. Ví dụ mình kiếm được 100 triệu một năm, chính phủ thu mẹ 45 triệu rồi. Thế nhưng ngược lại, 45 triệu đấy làm gì? Y tế toàn dân miễn phí, đi học trẻ con từ lớp 1 đến đại học, tiến sĩ, thạc sĩ miễn phí. Đấy, đường xá cầu cống nó không có cái trạm BOT nào hết trơn đó. Đường xá thì ngon, chạy cứ mướt mắt luôn, xe cộ thì không hỏng hóc, ít tai nạn giao thông. Đấy, thế mức thuế là đấy, thuế là đấy. Chính phủ ăn được đồng nào của dân đâu, nó quay lại để phục vụ dân thì có đến 40%, 45% dân cũng sẵn sàng để đóng. Bởi nó loanh quanh, nó lại phục vụ lại cho mình, cho con cái mình, con cái đi học không mất tiền, đau bụng, đau bác, ốm đau, bệnh tật, mổ, tim gan phèo phổi không mất tiền. Người già được chăm sóc y tế miễn phí không mất tiền. Đấy, cái đất gì cũng chả mất tiền. Thì đấy chứ đâu, đấy 45% thuế nó vào đấy đấy. Thì đây Việt Nam phải ra sức tận thu, rồi cái đéo gì cũng thu được. Sợ thật. Coi thường dân đen, coi chúng tôi là con vịt. Mẹ cái thằng cha tiến sĩ Vũ Đình Ánh ấy. Thằng cha tiến sĩ Vũ Đình Ánh mà gọi là trưởng ban kinh tế phát triển, cái gì tưởng trưởng ban phát triển kinh tế của Quốc hội đấy, đấy sao mà lắm ban ngành đấy. Đấy các bác thấy không? Rồi một ông nữa, ông ấy nói rằng là BOT không ảnh hưởng đến người nghèo, bởi vì người nghèo chỉ đi xe đạp và xe máy thôi. Đi xe đạp xe máy qua trạm BOT không mất tiền, chỉ có cái bọn nhà giàu ở xe ô tô đi qua thôi. Ông này ngáo đá. Thế xe tải, xe container vận chuyển hàng hóa không đi qua BOT không phải mất tiền à? Chi phí vận tải nó đội lên thì đương nhiên giá hàng hóa nó cũng đội lên. Đội lên thì mua dân đen phải mua lại phải đội lên. Ôi giời ơi, thế mà cũng đòi là tiến sĩ đấy. Nhưng mà em phải nói là cái loại đấy thì loại đó là thiến sĩ. Thiến sĩ hoặc là khoạc sĩ, phó tiến đĩ và phó giáo sư và tiến đĩ chứ không phải là hết tiền rồi. Đấy, ở các nước khác ấy, ví dụ hết tiền rồi, cái việc mà đủ má em nói em chán lắm. Đấy, chúng tôi không muốn làm con vịt. Tôi công dân yêu nước đéo muốn làm con vịt để cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Quốc hội thông qua luật thu thuế để mà vặt lông tôi. Tôi là một con người hai mắt, một mồm, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, hai chân, hai tay. Đấy,
một con người đúng nghĩa thì nó muốn biến thành con vịt của các ông các bà nhá. Đấy. Sợ thật. Dân đen phải bằng cấp tiến sĩ ở Việt Nam thì nói đến cũng nản. Có bao nhiêu là bằng thật đâu, toàn bằng giả. Buồn vãi. Đất nước thì đúng là liêu xiêu, người dân thì vô cảm thờ ơ, ai cũng lo cho mình, ai cũng sống vì bản thân mình ơi. Rồi sau này nó như Tây Tạng rồi, lúc đấy là quá muộn rồi. Muốn quốc tế can thiệp, muốn châu Âu can thiệp, muốn Mỹ can thiệp thì trước tiên người dân trong nước phải có cái động thái gì. Chứ tự dưng làm sao mà Mỹ hay là Liên Quân nó mang máy bay, súng ống, tàu ngầm, tên lửa rồi là hạm đội sang đây để nó mà nó đánh Việt Nam được. Đâu có cớ gì đâu. Ít ra thì cái thằng Bashar Assad đấy thì nó có cái cớ là nó mang, nó sử dụng vũ khí hóa học để nó giết người, để nó giết dân thường vô tội. Thì nó có cái cớ là để đấy nó còn xa. Chứ dân Việt Nam mình giờ nó cứ im re như thóc rồi đây. Ai chả ai ý kiến ý còi tất cả. Giá xăng tăng thì kệ bố giá xăng. Nó siết về thuế thu, thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó tăng thuế cả bia lên. Mà cũng tăng thuế bia lên đi. Ngày xưa là bia là cũng chỉ bình thường thôi. Bây giờ nó tăng thuế cả bia, cả nước ngọt, cả các loại lằng nhằng. Nó bảo đấy là tiêu thụ đặc biệt. Đấy. Rồi công ty bia 333 mình bán cho thằng Thái Lan rồi bán bố nó đi. Dân đen trong nước uống bia lắm, suốt ngày nhậu nhẹt, đi làm về không về nhà, về cửa với vợ với con, còn la cả quán xá nhậu nhẹt, làm cho mụ mị đầu óc, người đâu còn biết là cuộc sống như thế nào, dân tình như thế nào, thời thế như thế nào, xã hội nó đang đảo điên như thế nào. Đấy, thế nên là thôi thôi, bỏ mẹ đi, khỏi cần phải bia mới bọt mực mình. Các bác thử xem có cái nước nào mà lại lắm bia lắm bọt như ở Việt Nam, tiêu thụ thế nào, 5 tỷ lít bia một năm, cái đất nước nào nó tiêu thụ kinh hoàng như thế không? Mình thử so sánh với thằng Tiệp Khắc, với thằng Đức, hai thằng đấy nó uống bia dã man con ngan luôn. Thế nhưng mà nó lại có những cái lễ hội bia đấy, nó uống bia cũng nhiều lắm. Thế nhưng mà đấy, nó ăn được thì nó làm được. Đấy, kinh tế của nó đấy. Thằng Đức là gọi là ông trùm của Liên minh châu Âu ấy, nó đóng góp cho Liên minh châu Âu hơi bị nhiều tiền, nó giàu có như thế đấy. Đấy, còn thằng Tiệp Khắc ấy, ngày xưa là đi theo con đường gọi là đi theo xã hội chủ nghĩa thì còn nghèo, bây giờ nó Tiệp Khắc nó giàu rồi đấy. Tiệp Khắc bây giờ nó thằng cộng hòa Séc rồi đấy, giàu có rồi đấy. Đấy, ăn được thì nó làm được, cái Việt Nam mình ăn được đéo làm được, lo phá hoại không. Đấy là cái loại, từ cái loại mà lãnh đạo đấy. Còn dân đen thì cũng chả thiết tha gì lo làm đấy. Đi làm về lương thì cũng ba cọc ba đồng, xong rồi chán nản quá, chả đủ nuôi con, thế là lang cà, là bia bọt, thế là nhậu nhẹt, thế là thôi tối tăm đầu óc, chả còn biết được là đủ tỉnh táo để xem là xã hội nó đang đảo điên như thế nào, dân tình của mình nó đang khổ sở như thế nào đấy. Cho nên là thôi em chán đời lắm bà con cô bác ạ. Lâu em không sờ chim ấy, mọi người cứ nhắn tin các bác, các anh, các chị yêu quý cái cách nói chuyện của em, các bác yêu quý cứ nhắn là thế sao không thấy cháu sờ chim, à quên, không thấy cháu livestream, không thấy cháu lên nói cho vui, rồi thế nọ thế trai đấy, nhiều người nhắc lắm. Thì hôm nay thì nhân tiện thì các bác nhắc ấy, thì em nói luôn đấy, cái vụ đấy là em đéo muốn làm con vịt để cho nhà nước vặt lông. Bởi vì em còn chả còn cái lông nào đâu, tí nữa em đi mua gọi là một bộ dao lam Gillette là có lông nọ, lông trai, là lông ông lông bà, em cạo sạch mẹ nó luôn đi, khỏi có cái chỗ nào mà vặt nữa nha, em nói thật luôn đấy, cạo chọc đầu luôn, trên người có lông gì cạo hết, khỏi phải vặt. Tổ sư. Đấy. Thôi mỗi ngày sờ chim độ 30 phút thôi là đủ rồi, nói dai nói dài thành ra không hay. Đấy thì trước khi mà em sờ chim, trước khi mà em kết thúc cái livestream này ấy, ý của em muốn nói rằng là chúng ta hãy thức tỉnh lên. Những người dân trong nước bây giờ không là phải là cái thời của người ta có thể người ta bịp bợm, người ta có thể mị dân, người ta có thể che mắt những cái thông tin mà chúng ta nhận được. Hiện tại là có rất là nhiều những cái thông tin như là
Facebook này, rồi là Twitter này, rồi là những cái trang của nước ngoài đưa tin rất là trung thực. Chúng ta cố gắng học tiếng Anh để trao dồi, để chúng ta nắm bắt được. Chứ bây giờ cái thằng tuyên giáo ấy, rồi nó nói rất là bố láo nha. Nó nói là binh lính Syria là vừa nghe nhạc vừa gọi là đánh chặn tên lửa của Mỹ. Đấy, nó coi thường Tomahawk của Mỹ chưa, là vừa nghe nhạc đấy lại vừa đánh chặn được tên lửa. Nghe nói rằng là ông ấy mới có pháo kích 60 quả tên lửa Tomahawk thôi, thế mà bọn nó lại kêu là bắn rơi được 70 quả rồi, đào đâu ra mà 70 quả. Đấy, thế cho nên là thời buổi này ấy mà nghe cái mồm nhôm VTV1, các loại VTV là cái mồm nhôm của đảng, mồm nhôm của chế độ, đừng có tin vào chúng nó là đổ thóc giống ra mà ăn nha bà con cô bác. Đấy, cho nên là tin vào những cái kênh chính thống của những cái đài uy tín như là BBC, CBS, CNN, ABC, AFP này, rồi là Reuters này, rồi The Guardian, rất là nhiều những cái trang đó. Những cái thông tin chúng ta không cần phải biết tiếng Anh quá siêu để chúng ta đọc hiểu tất cả, chúng ta chỉ hiểu được những nội dung chính là bao nhiêu quả Tomahawk bắn vào những mục tiêu nào, rồi là khi nào khởi thế nào, có những quân đội của nước nào, chúng ta chỉ cần biết đến thế thôi, đâu cần biết chi tiết là như thế nào đâu. Thế cho nên là tin cái mồm nhôm của cái bọn 800 cái tờ báo đài là định hướng của ban tuyên giáo nhà chúng nó, tào lao mía lao nhà chúng nó, còn bảo là cầm ná thôn mà còn bắn được. Xong rồi ngày xưa chúng nó tuyên truyền là B-52 của Mỹ nó bắn rơi như là sung dụng luôn, nấp vào mây tắt máy đi chờ máy bay Mỹ đến bắn rơi xoảng, đéo biết cái gì, tin sái cổ luôn. Và ngày xưa rồi là cái trực thăng UH-1, ông nào cầm tay không kéo UH-1 xuống cơ, đấy toàn là huyền thoại thôi. Rồi có bà Lý Thị Năm, bà ấy ném lựu đạn mà cách 700m mà ném, bị bà ấy bị phe Mỹ bắn cho 30 phát đạn vào người mà vẫn còn sức để mà vác thêm 50 cân đạn pháo, chạy phải đến hàng mấy trăm mét đi xuống xong rồi gục ngã. Đấy, Lý Thị Năm huyền thoại của chế độ dựng lên đấy, bà Lý Thị Năm đấy. Đấy. Thế còn anh hùng mà lại và Võ Thị Sáu rồi là giặc đem ra bãi bắn đấy, đi giữa hàng lính vẫn ung dung mỉm cười bởi vì bà ấy bị khùng, lợi dụng bà ấy bị điên khùng, xong rồi cầm bom cầm mìn ném vào lính Pháp đấy, ném vào khu chợ của dân đen đấy, thật là chết nhiều người quá, bị xử bắn cũng hơi ác, bởi vì Võ Thị Sáu mới 16 tuổi thôi lại còn bị tâm thần nữa mà bị Pháp nó xử bắn thì cũng hơi ác thật. Nhưng mà đấy, ác là ai ác trước? Ác trước là mấy ông này ác trước, thấy người ta điên khùng lợi dụng người ta cũng cong băng cong mìn vào trong đấy. Đấy, cho nên là tất cả những cái huyền thoại rồi Lê Văn Tám rồi là gì rồi là Nguyễn Văn Trỗi rồi là Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai rồi là ôi dồi ôi Tô Vĩnh Diện đấy, trời ơi, toàn là những cái huyền thoại mà gọi là điêu toa hão hớt, điêu thuyền, gọi là dối trá lừa bịp dựng lên để làm thần làm thánh. Bà mẹ nó chứ, thời buổi này nói đùa chứ. Em bây giờ em khôn lớn rồi, em biết được những cái thông tin rồi, em bảo chết mẹ cái máy bay UH-1 nó không biết nó cũng phải có đến 5-7 tấn chứ lại một người mà tóm được cái cảng nó mà kéo xuống ghìm UH-1 xuống rồi mà bắt sống được lính Mỹ thì nó đùa chứ, đấy là siêu nhân chứ đéo phải người bình thường. Mà ngày xưa cái thời trong bưng trong biển đi ra đói khát, mũi vằn nó cắn cho sốt rét, nó mắt vàng lên rồi, da thì xanh như đít nhái, thì mặt thì vàng chóe ra chứ làm gì có sức mà kéo được máy bay UH-1 xuống các bác. Có được ăn mà thịt hộp hay là cá hộp hay là khẩu phần thịt bò bíp tách gì giống như cái thằng Tư Bản Đại Chết đâu mà có sức khỏe mà kéo được máy bay UH-1 xuống, nói đùa chứ em lạy luôn, em lạy hồn luôn đấy. Đấy, thế mà em tin sái cổ luôn, em ui dân tộc cũng nhận là quân đội Việt Nam anh hùng đấy, anh hùng lắm. Biết sao không, bây giờ ấy buồn cười lắm, em nghĩ lại cái vụ rồi, quân đội Việt Nam bây giờ thì đi đánh gôn đấy, còn công an bây giờ đi đánh bạc, cho nên là chẳng có trông cậy đéo vào những cái thế gọi là những cái lực lượng mà bảo vệ đất nước cả. Đấy, chúng nó thế đấy thì cho các bác bảo làm thế nào. Cho nên là không được tin cái bọn mà là mồm nhôm VTV đấy, cái mồm nhôm và 800 tờ báo của ban tuyên giáo, cái thằng VN Express rồi cái thằng Dân Trí các thứ, là toàn là cái thằng tào lao xịt bọp hết. Đợt đầu tiên phóng 59 quả Tomahawk thì nó kêu nó bắn được 70, ở đâu ra bắn được 70. Cho nên là em nản bọn tuyên giáo lắm, bà con cô bác ạ. Đấy. Đấy mà em mà nói xong, thế là bọn nó tất cả bọn nó tập hợp vào, bọn nó report em này, thế là nó lại khóa mõm cho em 5-7 ngày nữa là em lại chả sờ chim được. Mà mỗi lần không sờ chim được là buồn chết mẹ luôn. Đấy, bây giờ em cứ nói xong cái live stream này là tí nữa chúng nó tập trung mà nó report em này.
lực lượng AK-47 nó có tận 10.000 đứa. Thế là tận nó chỉ tập trung vào độ khoảng 50 đứa, nó report em một phát là em bay luôn. Đấy, thế cho nên là các bác bảo sao lại còn ông nào lại còn ở trên báo an ninh thủ đô với cả báo quân đội nhân dân của Việt Nam nói rằng là bây giờ là quân đội Syria, quân đội Nga là tập lập tức là sang học tập cái cách phòng thủ và cách đánh chặn tên lửa của Mỹ. Ôi giời ơi. Em nhớ cái năm 72 Mỹ nó giải thảm B-52 ở ngoài Hà Nội đấy, gọi là banh chành hết trơn đó, không còn một cái gì hết đấy. Chỉ còn giải thêm độ khoảng 2-3 ngày nữa là mấy ông ấy đầu hàng luôn mẹ rồi. Thế mà nói như đúng rồi ấy, đề nghị là Israel, quân đội của Syria cộng với cả Nga là sang học tập là cách là quân đội Việt Nam đánh chặn tên lửa của Mỹ. Kinh quá cơ, chém gió phần phật đấy. Cho nên là mà bây giờ đa số dân đen mình là ở những cái miền quê, và bao nhiêu miền quê thì là toàn là trông vào cái đài VTV thôi, nó nói sao nghe vậy, đâu có biết cái gì đâu. Thế là ở đấy quân đội Việt Nam anh hùng quá, anh hùng lắm. Đấy thì trước khi mà kết thúc cái sở chim hôm nay thì rất cảm ơn các bác đã quan tâm, đã thường xuyên inbox nhắn tin là hôm nay phải sờ chim đi, mọi người nhớ rồi là muốn nghe giọng nói của cô nước mắm thế lọ thế chai. Phần vì em cũng bận bán nước mắm, phần vì cũng nhiều công việc nó phát sinh, thế là em không có thời gian để mà sờ chim phục vụ bà con cô bác. Thì phần thì là em thấy là bộ tài công, là bộ công thương và bộ tài chính đang lục tục cái việc là tăng thuế, cho nên là chính vì thế mà em chổng mông chổng tĩ lên để mà em lo đi cày, em cày mửa mật em ra, em cày là gọi là đổ mồ hôi háng, mồ váng mồ hôi đít ra để kiếm tiền đóng thuế cho các bác đấy. Lại không, các bác hãy bảo là tại sao lại là công dân một cái nước mà xã hội chủ nghĩa lại không trốn thuế. Đấy, em không muốn mang tiếng trốn thuế, thế là thôi đã chổng mông chổng tĩ lên mà đi cày để kiếm tiền đóng thuế cho các bác đấy. Thế cho nên là em lâu lâu không sờ chim. Đấy, có lý do là em nói rõ cho các bác biết thế. Không sờ chim là vì thế. Đấy, nói thì nói thế chứ, dân đen thì nói thế chứ, bảo không đóng thì không đóng chứ, không đóng mà được không được mà được à? Thử coi bây giờ em có một cái nhà 700 triệu sao nó có đè ngửa em ra để nó đóng thuế không? Cho trở vặt trụi lông háng em chưa à? Bố tiên sư chúng nó chờ. Bộ tài công với cả bộ tài chính ác như chó hại dân đen thì đói khổ mà vặt lông vặt. Nói đùa chứ chán đời lắm. Đấy, thì trước khi mà kết thúc cái sở chim hôm nay, em sẽ hát cho các bác một bài rất hay mà. Nhưng mà cái giọng, đây là bài đầu tiên, đây là cái bài hát em hát đầu tiên nha. Cho nên là, đây là cái bài lần đầu tiên em hát cái bài này, không biết có đúng giọng hay không. Đấy, thế thì thôi, nói thì nói thế thôi, thế nhưng mà bản thân em cũng phải lo đi cày, đi bán nước mắm, rồi là đi làm việc kiếm tiền để cho các bác cái vặt lông. Em ứ muốn là con vịt đâu, nhưng mà cuối cùng thì cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ bọn các bác bảo một mình em làm được cái trò trống gì. Đấy, thế cho nên là nản lắm. Bà con cô bác ai cũng phải lên tiếng, ai cũng phải lên sờ chim. Đấy, lên sờ chim nhiều vào để phản đối những cái chính sách mà đi ngược lại với lợi ích của dân, mà dồn dân đến đường cùng. Đấy, các bác phải lên tiếng đi. Đấy, bản thân em, nhà em thì là đâu có nhà đâu. Em vô gia cư, em ở gầm cầu, cho nên là em đâu có nhà, em không cần quan tâm. Rồi em cũng chả có xe hơi, em chỉ có cái xe đạp cọc cạch đi tập thể dục, cộng với cả cái xe máy cả tàng, mua 7-8 năm nay rồi, thỉnh thoảng đi chết máy. Đấy, cho nên là thằng nào thu thuế được em. Đấy, nhưng vấn đề là em cũng lo cho người khác, lo cho những người bạn của em, những người ta làm lụng vất vả tích cóp, người ta mua được cái nhà cái xe, bây giờ đóng thuế bao nhiêu rồi lại phải đóng thêm thuế tài sản nữa, đi áo mẹ nó, thế chán ôi chán luôn. Đấy thì hát bài nhá, nói nhiều quá rồi. Đấy, hát bài. Cái chính phủ này, chính phủ được tồn tại được là do dân, chứ các ông các bà tự làm ra tiền thì các ông tự bà trang trải cho các chi phí của ông các bà chắc. Đến cái đảng cầm quyền này thôi mà cũng phải ăn bám vào váy của dân đi cả, chứ đừng nói các ông các bà làm đéo được ra tiền mà chi phí. Họp đại hội đảng kìa, cái đoàn phí, cái đảng phí được bao nhiêu tiền so với cái mức ăn tiêu đi lại rồi là ngủ nghỉ của các ông các bà. Ví con người của chúng tôi ví như những con vịt xong vặt lông. Bản thân các ông bà đấy, cho nên là bảo sao ở các nước khác ấy, các đảng phái hoạt động độc lập với nhau, người ta tự lo cái chi phí của người ta vận động hành lang được những doanh nhân, được những
cơ sở thương mại người ta đóng góp vào để người ta phát, để người ta tồn tại. Đây các ông có bà ở đây là ăn dựa vào dân, nếu có dân các ông bà đâu có tồn tại được. Thì mà bây giờ lại cứ đẻ ngửa dân ra là vặt hết lông đít, lại đến lông háng, xong lại đến lông mao, xong lại đến tóc tai vặt trụi, không còn cái gì nữa. Thuế đâu lắm thuế để thuế nhưng mà được minh bạch, được sử dụng đúng mục đích để chăm lo cho an sinh xã hội, cho đời sống nhân dân, đồng ý ngay, hoan hô luôn, đóng thuế. Chứ mà đóng xong tự nhiên nó đi trôi giạt phương trời nào ấy, nó đâu còn ở lại với dân đâu. Cho nên các ông có bà bảo sao lại tại nói lên nơi, các ông bà bảo chứ tại sao không làm gì chứ lên nói nhảm. Thì đéo mẹ không làm gì mà tôi sống được chắc. Cho nên là chán đời lắm. Đấy, cái nhà nước này xem lại như thế nào đi. Người ta bảo là gì nhỉ, cái gì, cái câu gì em quên mất rồi đấy. Nóng quá. Xăng dầu thì nay tăng mai tăng. Ôi giời, tôi nghĩ tôi nản lắm luôn đấy. Tứ trụ các bác đấy, chả hiểu các bác ấy làm gì. Cái bác Xuân Phúc, bác bảo tại sao dân lại cứ nghèo mãi, nông dân lại cứ nghèo mãi. Không biết là bác hỏi câu đấy là bác hỏi đấy, bác để bác hỏi vui hay là bác nói thật. Nhưng mà tại sao nông dân nghèo mãi? Nông dân nghèo mãi là vì trồng trong nước thừa mứa rồi, không có nguồn tiêu thụ công, các bà lại còn cho nhập hàng của Trung Cộng về đây. Đấy, thế nên mình lại kêu không nông, xong nông sản của nông dân trồng ra lại không có chỗ tiêu thụ, nhập nông sản Trung Cộng về. À, thế có chán đời không nhỉ lại? Nhân dân ở nông dân thì phải loay hoay từ khâu con giống, từ khâu đầu vào cho đến cái loay hoay là tìm nguồn tiêu thụ như thế nào, đéo ai giúp đỡ cả. Đấy, cái hội khuyến nông ấy, mỗi huyện, mỗi xã, mỗi tỉnh đều có một, lập ra một cái hội ăn hại gọi là hội khuyến nông ấy. Thì cái hội khuyến nông chúng nó làm gì mà chúng nó không tư vấn, cố vấn được cho bà con làm cách như thế nào, cách như thế nào, rồi là bao tiêu nguồn tiêu thụ, tìm như thế nào nhà cho bà con. Hay chúng nó lập ra để chúng nó ăn hão đéo bữa, chả làm được cái con mẹ gì hết trơn á. Đấy, hội khuyến nông. Rồi các sở nông nghiệp phát triển nông thôn của các tỉnh thành ở đâu là sao không lo cho dân. Đấy, thế mà thà rằng là tại vì là các em, bọn em biết rồi bác ạ, bác thủ tướng ạ, bọn em biết rồi. Chỉ bởi vì là các bác là độc quyền, các bác muốn làm gì làm. Đấy, ai nói được các bác, tiền tài các bác có, công an, quân đội, nhà tù các bác có, hở ra là các bác quy là phản động, bắt bớ. Đấy, cho nên là bọn em biết thế rồi, nhưng thôi bác đừng có đi họp hành nữa. Bác cũng nói là tại sao nông dân nghèo, rồi là tại sao rồi là cái tình trạng là không kiểm soát được tình trạng mua bán dâm. Đấy, bác thôi tốt nhất là bác đừng nói như thế. Mỗi lần các bác nói, báo chí đưa tin, bọn em đọc được, bọn em lại thấy lại thêm nhảy tưng tưng lên rồi. Thế không, bác không biết biết tại sao dân nông dân nghèo mãi à? Thế mấy cái thằng cha gọi là gì ta? Mấy cái thằng cha gọi là đấy đấy, đầu xù ra giống một con điên rồi. Lực lượng lao động chính, lực lượng là tiên phong, lãnh đạo là giai cấp nông dân và công nhân. Bây giờ các bác quay lại thử nhìn giai cấp nông dân và công nhân của Việt Nam xem. Gọi là cái loại bần cùng nhất của xã hội, đói khát nhất của xã hội. Đấy, thu thuế đấy, vừa rồi đấy, thuế lắm, nhiều thứ thuế lắm. Rồi so sánh là trong khu vực và trên thế giới là nước ta thu thuế thấp nhất, ít nhất. Đan Mạch nó đánh thuế kìa, Đan Mạch đánh thuế gọi là 45%. Ví dụ mình kiếm được 100 triệu một năm, chính phủ thu mẹ 45 triệu rồi. Thế nhưng ngược lại, 45 triệu đấy làm gì? Y tế toàn dân miễn phí, đi học trẻ con từ lớp 1 đến đại học, tiến sĩ, thạc sĩ miễn phí. Đấy, đường xá cầu cống nó không có cái trạm BOT nào hết trơn đó. Đường xá thì ngon, chạy cứ mướt mắt luôn, xe cộ thì không hỏng hóc, ít tai nạn giao thông. Đấy, thế mà thuế là đấy, chính phủ ăn được đồng nào của dân đâu, nó quay lại để phục vụ dân thì có đến 40%, 45% dân cũng sẵn sàng để đóng, bởi nó loanh quanh nó lại phục vụ lại cho mình, cho con cái mình. Con cái đi học không mất tiền, đau bụng, đau bác, ốm đau, bệnh tật, mổ, tim gan phèo phổi không mất tiền. Người già được chăm sóc y tế miễn phí không mất tiền. Đấy, cái đất gì cũng chả mất tiền. Thì đấy chứ đâu, đấy 45% thuế nó vào đấy đấy. Thì đây Việt Nam phải ra sức tận thu, cái đéo gì cũng thu được. Sợ thật.
coi thường dân đen, coi chúng tôi là con vịt. Mẹ cái thằng cha tiến sĩ Vũ Đình Ánh ấy. Thằng cha tiến sĩ Vũ Đình Ánh mà gọi là trưởng ban kinh tế phát triển, cái gì tưởng trưởng ban phát triển kinh tế của Quốc hội đấy, đấy sao mà lắng ban ngành đấy, đấy các bác thấy không. Rồi một ông nữa, ông ấy nói rằng là BOT không ảnh hưởng đến người nghèo, bởi vì người nghèo chỉ đi xe đạp và xe máy thôi, đi xe đạp xe máy qua trạm BOT không mất tiền, chỉ có cái bọn nhà giàu ở xe ô tô đi qua thôi. Ông này ngáo đá. Thế xe tải, xe container vận chuyển hàng hóa không đi qua BOT không phải mất tiền à? Chi phí vận tải nó đội lên thì đương nhiên giá hàng hóa nó cũng đội lên. Đội lên thì dân đen phải mua lại phải đội lên. Ôi giời ơi, thế mà cũng đòi là tiến sĩ đấy. Nhưng mà em phải nói cái loại đấy thì loại đó là thiến sĩ. Thiến sĩ hoặc là khoạc sĩ. Phó tiến và phó tiến đĩ và phó giáo sư và tiến đĩ chứ không phải là... Hết tiền rồi. Đấy. Ở các nước khác ấy, ví dụ hết tiền rồi, cái việc mà đủ má em nói em chán lắm. Đấy, chúng tôi không muốn làm con vịt. Tôi công dân yêu nước đéo muốn làm con vịt để cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Quốc hội thông qua luật thu thuế để mà vặt lông tôi. Tôi là một con người hai mắt, một mồm, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, hai chân, hai tay. Đấy, một con người đúng nghĩa đéo muốn biến thành con vịt của các ông các bà nhá. Đấy. À, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ấy nghe nói là ông Donald Trump ông có mang 120 quả Tomahawk tên lửa ấy, missile đấy, ông ấy tấn công cái cơ sở mà phát triển vũ khí hạt, không phải vũ khí hóa học của Syria đấy. Syria là chế độ Bashar al-Assad độc tài. Chả hiểu là vấn đề là ở chính trị ấy, nó có nhiều mưu mô, nó có nhiều thủ đoạn lắm, chứ không phải là chính trị 1 cộng 1 là 2 đấy, mà 1 cộng 1 nó thành 10 cơ. Sâu xa ở cái vấn đề là chính phủ Mỹ tại sao cũng chỉ vì nhiều người đặt câu hỏi là lợi ích của Mỹ là trên hết, không thể nào mà vì cái mục đích nhân đạo mà chỉ vì mấy trăm người chết vì vũ khí hóa học của Bashar al-Assad mà ông ấy mang cả mỗi một quả bom, à mỗi một cái quả tên lửa Tomahawk ấy, nó trị giá 1 triệu đô. Ví dụ ông ấy phóng lên, ông ấy phóng 100 quả thì mất mẹ 100 triệu đô rồi. Ông không nghĩ rằng, nhiều người nghĩ rằng là nước Mỹ chỉ có cái lợi ích cho mình chứ không bao giờ nghĩ cho lợi ích cho nước khác. Có nghĩa là hai bên cùng có lợi. Đấy, thế nhưng mà sao ta? Thế chứ em mới bảo là trong cái chính trị nó có nhiều thủ đoạn. 1 cộng 1 bằng 10, bằng 5 chứ không phải 1 cộng 1 bằng 2 và chúng ta chỉ nhìn thấy thế thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề là Việt Nam cũng buồn cười lắm cơ. Đấy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng là chúng tôi nó rất là quan ngại về cái việc mà Mỹ và đồng minh mang tên lửa sang để mà pháo kích Syria. Đấy. Thì nó sẽ chúng tôi hết sức là quan ngại, cái đừng có làm leo thang phức tạp thêm tình hình. Ấy, thế cái cục phân à, cái xó đeo mẹ, thế cái thằng tàu cộng ấy nó suốt ngày nó đâm chìm tàu thuyền của ngư dân Việt Nam, rồi nó mang tàu hải giám, nó cắt cáp tàu Bình Minh, nó làm đủ trò ngoài Biển Đông, mà trong khi đấy nó biến cái khu vực thuộc quyền tài phán của Việt Nam thành khu vực tranh chấp. Rồi nó bảo là không nên Việt Nam, không để nên phức tạp thêm tình hình. Rồi chúng tôi quan ngại về mối bang giao giữa hai nước nếu như Việt Nam tiếp tục có những hành động thế nọ thế trai. Ấy thôi địt mẹ đấy. Thằng tàu cộng nó vào nó xâm phạm chủ quyền, nó xâm phạm gọi gì lãnh thổ Việt Nam hay sao, các ông không bà không nói. À cũng chỉ được nói là ôi giời ơi, chúng tôi hết sức quan ngại thôi. Đấy. Đấy, cái loại quan cấp xã thôi, đi đâu khệnh khà khệnh khạng ấy, cái mặt vác lên trên trời đấy, chả nhìn thấy dân đen ở bên dưới đâu. Nói chung là nản lắm. Đấy, vặt lông vịt, thế bây giờ chúng tôi còn đéo tí lông nào mà vặt. Tôi hò nhau, tôi cạo mẹ sạch luôn, trắng hếu luôn, từ đầu chân không còn chỗ nào nữa, ông lấy gì ông vặt. Đấy, tôi hỏi cái ông Bộ Tài chính và ông Bộ Công Thương, cộng với cả cái Ủy ban, cộng với cả cái Quốc hội, 500 đại biểu Quốc hội, đại diện cho nhân dân ngồi đấy làm gì? Ngồi đấy để mà chúng tôi mà tốn thuế cho các bà. Ngày đéo nào các ông các bà cũng mẹ mày họp Quốc hội, mỗi lần họp Quốc hội thì tốn hàng 2-3 tỷ đồng tiền gọi là
hậu cần lo ăn uống đi lại ỉa đái cho ông các bà, thì ông các bà ngồi đấy làm đéo gì, thì không, các bà không thấy là thế tự nhiên đại biểu quốc hội của chúng tôi bầu ra để mà đưa những cái ý kiến cho quốc hội là bây giờ dân như thế này, dân như thế kia, chúng tôi cần phải như thế này, nhật như kia. Các ông bà đéo nói đâu các bà. Hình như là mỗi lần họp đại biểu quốc hội, ông bà in mẹ những cái tài liệu từ năm nào nào cầm lên đọc xong, rồi xong hết. Đấy, nguyên cái khâu mà mỗi lần họp quốc hội thôi nhá, tiền thuế của chúng tôi 2-3 tỷ lo cái việc ăn uống đi lại ỉa đái, ỉa gì đái dầm của ông các bà. Nói đùa chứ mấy ông bà quốc hội không hiểu là ngồi để làm gì. Ví dụ Bộ Tài chính hay Bộ Công Thương mà nó có mang cái thông tư mà gọi là đánh thuế ấy, thì các ông có bảo bỏ luôn, bác bỏ luôn, không phê chuẩn cái thông tư này, bởi vì thuế má đã quá đủ rồi, quá nhiều rồi, đừng dồn dân đến cái đường không sống nổi nữa. Thì bây giờ dân không sống nổi, không có tiền thì sinh ra mới cướp bóc, sinh ra mới chộp giật. Đấy. Thế là bắt đầu mới xã hội nó mới rối ren, nó mới loạn lạc. Đấy, nó mới lại đi ra đường thì không an toàn, lại sợ lại cướp bóc nó kia các kiểu luôn, nó là hệ lụy, nó là đi theo một cái dãy gọi là domino. Khi có một cái tác động thôi, nó sẽ là một cái loạt, cái con domino nó gọi là cái hiệu ứng, gọi là cái con cờ domino nó đổ đấy. Bây giờ tôi cứ bảo đây là nếu mà các ông bảo thu thuế, đừng có thu thuế cái gì lằng nhằng hết trơn đấy, thu thuế luôn cái mẹ cái việc mà đi ỉa đi đái. Đái thì không thu được, đái một ngày đái 7-8 bãi thu có mà chết à. Đấy, thu mẹ đi ỉa đi, thằng nào ỉa cứt lỏng thì thu 2.000 một lần, thằng nào ỉa cứt cục thì thu 1.000 một lần. Thế là đố thằng nào mà trốn thuế được đấy. Thì ăn vào thì phải tống ra, thì là tống ra đấy, thu thuế đấy. Ông bà cứ thu thuế thử đấy xem. Còn khi còn được đầy đủ người dân đóng thuế. Đấy. Chứ còn các ông các bà đấy. Nói đùa chứ, nói nhiều, nói chán, bực mình, ức chế. Ôi giời đất ơi. Thế sau này mà vợ chồng có soạc nhau, các ông có bà thu mẹ luôn thuế cho tôi nhờ luôn đi. Đấy, cứ khoán trắng cho mẹ vợ chồng nhà nào, cứ khoán trắng nhà cái loại mà từ 30 tuổi đổ xuống ấy. Là cứ khoán trắng ngày 5 lần thu thuế đi, mỗi lần 10.000, 5 lần nó có 50.000. Đấy, còn cái loại 30 đến 40 một tuần 3 lần thu 30, khoán trắng. Mày nhiều ít kệ mày, tao cứ thu khoán. Cái loại 50-60 tuần một lần thu 10.000, thế là khối tiền. Đấy, các ông bà thu luôn đi. Nghĩ ra lắm loại thuế khóa thu luôn đi. Cho cái thằng thầu Trung Quốc nó vào, nó xây cái đường Cát Linh Hà Đông đấy, nói là đến năm 2016 là sẽ đưa vào sử dụng đấy. Giờ này là 2018 mà chưa thấy đâu, đang ngừng lại rồi. Làm gì có mau còn rót vốn nữa đâu. Thế là một năm đã phải trả 25 triệu đô la tiền lời cho nó. Đấy, thế mới khổ đời chứ lại. Lo ra, lo để lo cho dân, để lo phát triển kinh tế, đéo lo loanh quanh, chỉ lo đi đốt lò với đốt củi, mới cả nhặt củi tống vào lò rồi. Từ ông to nhất đến địa loại bé nhất, chán đời. Dân mở mồm ra nói thì nói chỉ để cho mong tốt đẹp hơn. Chứ ai nói là để cho kêu là ngồi mà nói xấu. Các ông có bà có đẹp đẽo nói xấu mặt như cái đít xoong đít nồi còn nói xấu cái gì. Quy cho nói xấu. Điều luật nào quy định là không nói xấu cán bộ. Đít mẹ. Ở đấy thôi là em bức xúc nói bậy rồi. Ông Obama ông bảo chứ đất nước tôi phát triển được như bây giờ là bởi vì ngày nào tôi nghe sự chửi trích. Ngày nào tôi nghe chửi. Các ông bà đéo nghe chửi được xuống mẹ đi cho người khác lên làm. Người dân của chúng tôi thế này các ông bà cứ ví như con vịt đấy. Rồi vặt lông, rồi để không nó kêu. Tôi là người, tôi có nhận thức, tôi có cái nhận thức của tôi. Tôi có những cái chính kiến của tôi có những cái quan điểm, những cái điều mà tôi không thể nào chấp nhận được với cả ở cả như em mua vào em vẫn nhận đóng thuế đầy đủ. Và em còn yêu cầu sở thuế chi cục thuế quận 2 đến mà thu thuế khoán khi mà em bán nước mắm cơ. Đấy, ví dụ cứ một tháng các ông bà thu cho tôi khoảng 200.000 đến 500.000 tiền thuế đi. Đấy, tiền bán nước mắm đi, sẵn sàng đóng luôn. Chứ có vấn đề gì nó không đóng đâu, có phải là loanh quanh tìm cách trốn thuế đâu, không có nhá. Đấy, bản thân tôi là một người chịu đóng thuế đầy đủ, không thiếu một đồng nào. Đấy, thế nhưng mà các ông các bà mang tiền thuế đi đâu? Các ông bà mang tiền thuế đi xây cái tượng đài, đi xây cái công viên, rồi đi xây cái mả cha nhà các ông các bà ấy. Chứ các ông các bà có lo cho dân tí đéo nào đâu.
Ấy thôi, thế mà bây giờ cứ nay thuế mai thuế, 432 thứ thuế không đủ để chúng tôi đủ chết à? Một quả trứng gà đóng 14 thứ thuế, một cân thịt lợn đóng 50 thứ thuế, thì bây giờ các ông các bà hỏi thử hỏi là chúng tôi sống bằng cách nào? Chúng tôi sống bằng cách nào đây? Thế bắt đầu là vì chỉ vì là thuế má nhiều quá mà dân thì nhận nhận lại trả được cái gì? Đấy, đi bệnh viện nhá. Tiền đâu? Đầu tiên phong bì đâu, tiền đâu, bỏ vào đây, đóng thuế, đóng tiền giường đi, tiền bệnh đi, không có nằm đấy. Đấy, cái ông kia, cái con bé kia mà con nhà kia nó bị ngã xong bắt đầu bảo là đi vào đấy tiêm chọc hay là đi vào đấy nhập viện đấy, nhưng bảo chưa có tiền hay là đợi chờ gì đấy, thế là chết oan con người ta. Đấy. Các ông ngụy biện, các ông ngụy biện, các ông bảo là Việt Nam đóng thuế so với các nước khác là quá thấp, quá ít rồi. Cho nên là cái dân Việt Nam này vừa tham vừa gian, động tí đóng thuế là phát là nhảy tưng tưng lên, kêu nhiều kiểu như là gà chuẩn bị cắt tiết đấy. Thì những cái vấn đề là chúng tôi đâu có ngại đóng thuế, nhưng cái tiền thuế của chúng tôi đi đâu, có được minh bạch hay không, có được chi tiêu đúng mục đích hay không? Hay là cái ông nay ông vặt một tí, mai ông vặt một tí, ngày kia ông nghĩ ra cái này, cái này ông vặt, ngày kia ông nghĩ ra cái nọ, thì ông xà xẻo xá trong cái tiền thuế đấy. Mà tiền thuế của chúng dân chúng tôi lờ mờ, tôi không biết là thu được bao nhiêu hết, chi tiêu những cái gì hết. Tại sao mà lại bộ máy nó lại cầu hành chính lại cồng kềnh như thế? Bởi vì nó lắm ban ngành lắm, nó lại lằng hoằng lắm. Đấy. Chứ đâu có phải là chúng tôi không muốn đóng thuế đâu. Phải đóng thuế để phát triển đất nước thì lại sẽ không muốn đóng, rất muốn đóng đấy. Thì ngược lại chúng tôi nhận được cái gì? Mà dân đen bây giờ các khu chế xuất, các khu công nghiệp cơ, bị cắt giảm lương rồi là bị phải làm thêm nhiều giờ nọ kia cơ. Ấy, thế chết rồi đấy. Dân đen lương 4 triệu đồng một tháng. Ngày xưa ví dụ cân gạo nó chục nghìn thôi, bây giờ giá xăng nó lên, nó đội thêm chi phí vận chuyển nữa. Đấy, chi phí lọ, chi phí chai nó cứ đội lên dầm dầm ấy. Giờ nó lên 15.000 một cân rồi, mà tiền thì vẫn có 4 triệu, đâu có lên được. Đợi đến mà tặng đi làm, đợi mà tăng lương ấy à, thì có mà 2 năm tăng lương một lần. Còn đéo đâu mà vặt, có cái gì mà vặt. Các ông đang bần cùng hóa dân đen, dồn dân đen đến không còn đường sống nữa kìa cả. Các ông có bà ạ. Ôi giời ơi, nói luôn nhá, nói luôn các ông có bà như này. Đóng thuế thì nhiều đấy, thế nhưng mà chúng tôi nhận được cái gì, chúng tôi sẵn sàng đóng. Tôi chưa bao giờ là người trốn thuế. Thứ nhất là thế, thứ hai là cái gì nhỉ? Định nói cái gì em quên mẹ rồi. Đầu óc em dạo này em rất là ức chế vì cái loại thuế đấy. Thuế má cứ tăng dầm 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 ấy. Xây biệt phủ, xây nọ xây kia, mạnh ai nấy vơ vét từ cái loại cấp phường xã, cấp thôn xóm phường xã đến cấp quận huyện trung ương, ông nào mạnh ai nấy vơ vét, mạnh ai ông nấy tham nhũng, mạnh ai ông nấy xả xẻo xá vào tiền của dân. Dân đéo nào nuôi các ông cho nổi. Đấy. Rõ ràng là cái bà, nguyên cái câu nói của bà gọi là các anh chị có biết cái bà cựu chủ tịch, cựu phó chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan quê ở Hà Nam, bà có nói là như thế này, ăn tàn phá hại như thế này thì dân không nuôi nổi, không dân nào nuôi nổi cái bộ máy ăn tàn phá hại như này. Bà ấy nói luôn đấy. Thế chứ lại. Đấy, khổ lắm cơ, lương được 4 triệu bạc, đi làm 10 tiếng, 12 tiếng ở trong cái công ty ngồi may cắm đầu cắm cổ xuống, xong bắt đầu là sinh ra bệnh nghề nghiệp, đau lưng, nhức xương, đau mông, đau đít, nhiều các thể loại lắm. Còn đi vào trong bệnh viện thì động tí là tiền, hơi tí thì tiền. Đấy, cái gì cũng tiền hết trơn á. Viện phí nọ kia lằng nhằng các kiểu, rồi là không có tiền thì nằm chờ chết. Thì các ông các bà bảo thế chúng tôi làm thế nào mà chúng tôi sống nổi được ở cái đất nước mà ăn không chừa một thứ gì. Bà mẹ nó mấy con bò kiểu gì nó đi lạc mẹ vào nhà quan rồi đấy. Con bò, con mấy con bò chính sách của huyện đấy, về để tặng cho nông dân, để những bà con nông dân để chăn bò, để gây giống đàn bò. Thế mà làm thì đéo nào mà mười mấy con lạc mẹ vào nhà cán bộ. Thế mới tài tình gì đấy. Đấy, ăn không chừa một thứ gì, ăn từ cái suất ăn của người tâm thần, cho đến ăn từ cái đồ từ thiện cho những người nghèo khổ, ăn không còn một cái gì. Sao các ông các bà ăn lắm nè, ăn ác thế đấy, đã xong bắt đầu ăn chán no phẻ phỡn ra, xong bắt đầu đấy. Rồi lực lượng AK-47 thì chết, sống chết còn phải bảo vệ chế độ. Thế nhưng mà khổ quá, các bạn ấy có được, cũng được đối xử tử tế, cũng có được ngon lành đâu. Lương tháng cũng 4-5 triệu bạc, làm cái nghề gọi là khóc thuê khóc mướn cũng 4-5 triệu bạc, thế thôi, có nhiều nhặn gì đâu.
Thế nhưng mà các ông các bà đấy thì toàn là con cái bây giờ cấp huyện thôi, em không cần nói cấp tỉnh trung ương gì hết trơn đấy nha. Em chỉ nói cần cấp huyện thôi là con cái đã sẵn một suất đất, đã mua sẵn bất động sản ở bên Mỹ, bên Úc hết rồi. Thế là con cái là học ở bên đấy hết rồi, mua bất động sản hết rồi. Đất nước mà có nguy nan, có biến hay là có gì, thế Trung Quốc nó có vào nó đánh mình hay là nó tuyên bố là mình là một tỉnh gọi là tự trị của nó, thì lúc đấy là các ông ấy hạ cánh an toàn, con cái các ông ấy ở trên nước tư bản dễ chết hết mẹ rồi. Thế là còn đám dân đen ở lại là chịu trận với nhau. Thế không hiểu nổi tại sao các bạn ấy cố sống cố chết, các bạn ấy không nhìn ra những cái vấn nạn hiện nay của xã hội nó băng hoại từ cái vấn đề giáo dục, từ vấn đề y tế đấy, từ cái vấn đề lương tri của con người, từ cái vấn đề người ta đè lên nhau mà sống. Tại sao bảo người dân bây giờ ác với nhau thế? Tại vì là nhà nước vặt lông nhiều quá, thu thuế nhiều quá, họ không kiếm được nguồn thu nhập, cho nên là họ phải vì cái lợi, vì tiền tài trước mắt mà họ phải bỏ hóa chất vào những cái thực phẩm đã vứt đi rồi để cho bán cho người dân ăn đấy. Đấy thì vì họ bần cùng thì họ làm thế. Tại sao bảo tại sao người Việt ác với nhau? Ấy ác thì cũng vì thế nào thì người ta mới ác với nhau như thế. Ấy thì không đúng à? Đấy, thì bây giờ xã hội nó cứ loạn lạc như thế, nó loạn bát nháo lên rồi, mạnh ai nấy sống. Thế mạnh ai nấy cũng phải quan chức thì tranh thủ vơ vét, thì cũng dân đen thì tranh thủ chộp giật. Cho nên là cái xã hội này mà sao mà nó khổ sở thế. Em thật sự nói thật đùa với các bác, em mỗi lần mà em mở mấy cái tin tức ra là em chả buồn đọc hay chả buồn nghĩ về cái hiện tình đất nước. Thứ nhất là cái việc mà toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ấy, cái bà gì đó, bà Nguyễn Thị Thu Hằng đấy, gọi là bà nhà phát ngôn ngoại giao Việt Nam ấy. Ngay từ cái tiêu đề của cái livestream này là bản thân em không muốn làm một con vịt. Đấy, em rõ ràng em là một con người mà ông tiến sĩ Vũ Đình Ánh ông lại ví nhân dân của mẹ em là con vịt để cho vặt lông, thu thuế giống như vặt lông vịt. Đó, em không muốn làm con vịt. Cho nên là biết sao, Bộ Tài chính với cả Bộ Tài chính với cả Bộ Công Thương ấy vừa ra một cái thông tư chuẩn bị là đánh thuế 0.3% và 0.4% đối với những đối tượng mà có nhà từ 700 triệu đổ lên và có xe hơi từ 1 tỷ rưỡi đổ lên. Thực ra em không phải là đối tượng có nhà 700 triệu cộng với có xe hơi 1 tỷ rưỡi, cho nên vấn đề này em không quan tâm. Nhưng cái chính rằng là nếu như chúng ta không quan tâm bởi vì nó không ảnh hưởng đến ta, thì khi mà những cái ảnh, những thứ mà nó tác động trực tiếp đến ta thì nó thì lúc đấy chúng ta mới quan tâm. Như vậy là không được. Như vậy là mấy cái bác Bộ Tài chính thì đánh kiểu đánh lẻ, đánh vào từng đối tượng một. Bây giờ là hiện tại là đối tượng lúc trước ấy, đánh vào thuế giá xăng đấy là toàn diện luôn. Các bác thấy không? Là bất cứ một cái người dân nào đều phải chịu tác động trực tiếp từ cái việc tăng giá xăng dầu. Đó, vừa mới tăng giá xăng dầu rồi, ngoằng một phát bây giờ giá xăng A95 là lên 21.000 rồi. Ê, trong khi đấy giá xăng ở bên thôi bây giờ cứ tính, mỗi lần mà cứ ví giá xăng thì em hay ví với cả Mỹ, thì bên Mỹ hiện tại là 2.60 đô la cho một ga lông, mà một ga lông là 3.8 lít, thì các bác nhân ra thì bây giờ giá xăng ở bên Mỹ nó chỉ khoảng 15.000 một lít thôi. Nhưng Việt Nam mình xăng A95 đã là 20.600 đồng, gần 21.000 đồng rồi, thì nó sẽ tác động đến toàn thể những người dân lao động đấy. Nhưng mà cái vấn đề là vặt đến bao giờ chúng ta sẽ còn im lặng để cho nhà nước, để cho Bộ Tài chính, để cho Bộ Công Thương đưa ra một cái thông tư trình lên Quốc hội là sẽ thay đổi, có nghĩa là sửa đổi luật thu thuế, luật thuế về cái vấn đề đánh thuế tài sản của những người có nhà và có xe. Chúng ta không lên tiếng bởi vì em cũng là có loại là dân ngu cu đen, có nghĩa là nghèo mạt dẹp, có cái quần slip rách mặc 2 năm rồi, nó rách tả tơi ra rồi, nó không phải nói phép. Chẳng nhẽ bây giờ để trưng cái quần slip rách cho các bác thì nó hơi vô duyên một tí, nhưng nó tả tơi rồi nhưng em vẫn mặc. Bởi vì là bây giờ chi phí thu nhập thì nó chỉ có thế thôi, mà chi phí thì nó đội lên quá cao, cho nên là ăn tiêu phải rẻ sẻn, ăn mặc thì cũng phải thế, chứ đâu có được nay quần nọ mai áo kia ấy, mà không thắt lưng buộc bụng và chỉ có đói thối mồm ra thôi. Thế bây giờ vặt cái gì nữa, còn cái gì để mà vặt nữa? Dân đen giờ đéo còn cái gì để mà vặt đâu, ông Bộ Tài chính, ông Bộ Công Thương ạ. Khi người ta xây nhà nhá, khi mà người ta xây nhà, người ta đã gạch đá xi măng vật liệu xây dựng công cán, tất cả người ta đã đóng thuế rồi, tất cả đóng thuế ở trong đấy rồi. Sau đó là
thuế để mà mỗi lần mà để mà được xây được một căn nhà thì người ta đã phải đóng thuế, rồi là người ta đã phải là chung chi cho địa chính nhà đất, rồi là sở xây dựng, rồi là sở quy hoạch các kiểu, rồi phải nói là quá khổ rồi, rất là nhiều tiền rồi đó. Chẳng hạn như mua một cái xe hơi, ví dụ chẳng hạn như một cái xe, bây giờ em ví là cái xe Lexus đi, Lexus mà mình gọi là theo tiếng chuẩn, nếu mà mình gọi là tiếng Việt là Lexus ấy, cái con Lexus của Toyota đấy, 570 giá ở bên Mỹ nó chỉ có 62-65.000 đô. Thế nhưng mà về Việt Nam á, nó sẽ tăng lên là thêm 3 lần nữa, vậy là 36-18. Vậy nó tăng lên là 180.000 đô. 180.000 đô thì cho là 200.000 đô, nó vào đến 4-5 tỷ ấy, hay là 6-7 tỷ của cái Lexus ấy, gọi là cái Lexus 570 đấy. Đó, thì nó đã bị đóng 200% thuế rồi, thuế trước bạ rồi, thuế môi trường rồi, thuế nhập khẩu rồi, thuế tiêu thụ đặc biệt rồi, là thuế lọ, thuế chai, thuế ông, thuế bà, thuế các kiểu rồi. Thế mà bây giờ đi, khi bây giờ lại đòi đánh thuế tài sản của người ta thêm 0,3% cho cái xe hơi trên 5 tỷ. Thì mẹ các ông sẽ không ăn lắm để. Các ông ăn dày, ăn cả tất, ăn cả đất xung quanh rồi. Bây giờ vặt lông trụi hết mẹ rồi, có cái lông háng này vặt luôn đi, đấu má. Dân thì lại cứ im để mà chịu trận à trời. Chúng ta lại muốn chúng ta là con người nhưng mà chúng ta trở thành vịt hết một lượt. Mà công nhận mấy cái thằng cha ấy, nó cũng khinh dân ra mặt luôn đấy. Nó coi dân là vịt luôn đấy. Để chổng mông cho nó vặt lông ấy. Mẹ bây giờ tôi bảo của bà con cô bác là mua mẹ hết nó gì nhỉ? Cái chi như em đã bảo cái chi em quên rồi. Mua cái dao cạo gọi là Gillette ấy, đấy, dao cạo Gillette ấy. Thế là bắt đầu là có lông, gọi là lông mao, lông mu, lông háng, lông đít gì ấy, cạo sạch nhẵn trơn đi, để xem cái ông công thương, cái ông bộ tài chính, cái ông thuế, ông mới lấy cái gì ông vặt. Ôi giời ơi, nói đùa chứ hơi chán luôn đấy. Bây giờ nha, các ông ấy luôn biện bạch và biện hộ và ngụy biện là thuế chúng ta so với các nước khác là quá ít, không ăn thua gì cả, không là cái gì hết trơn á. Cho nên là cái việc mà so sánh với các nước, so sánh trong khu vực chúng ta, thuế chúng ta thấp, thuế tài sản, thuế nhà đất, rồi là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đặc biệt, tất cả các loại thuế của chúng ta đều thấp hơn. Thế nhưng ngược lại thì các ông, tại sao các ông không có trẻ con xem à? Tại sao các ông không thử quay ngược lại là cái an sinh xã hội từ cái tiền thuế của dân, chúng tôi đã được hưởng cái gì không? Chúng tôi có hưởng được cái gì không? Khi chúng tôi đóng thuế, chúng tôi hưởng được gì không? Nhá, an sinh xã hội ngược lại không có. Không có một cái chết toi lòi ruột gì hết cả. Cái nguồn thuế là cái nguồn thu nhập chính của một quốc gia. Bây giờ các ông thu thuế của chúng tôi như thế. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng tôi được nhận lại những cái gì mà chúng tôi đã đóng, ví dụ như là hệ thống bệnh viện mà chúng tôi không phải nằm ghép 3-4 người một giường, rồi đi học, thầy cô giáo có tâm huyết, rồi đi không có kiểu mà cô giáo mà ép buộc học sinh, rồi dọa nạt học sinh, xong rồi bắt học sinh uống nước rẻ lau bảng đấy, rồi là cô giáo là cầm ghế cầm ấy phang vào học sinh đấy. Nếu như mà chúng tôi được nhận được những cái sự giáo dục như thế, cộng với cái việc mà ở các nước khác ấy, nó có y tế miễn phí đấy đấy, hoặc là bao nhiêu phần trăm đấy, điển hình như là Canada hoặc là Úc là y tế toàn dân, có nghĩa là cái tiền thuế người dân đóng vào đã được chính phủ sử dụng để mà chăm lo lại sức khỏe cho người dân. Cho nên là khi mà bạn ở Úc hay là bạn ở Canada mà bạn bị bệnh ấy, là bạn được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí luôn, không mất cái gì hết trơn á. Đó, thì ví dụ ngược lại, chúng tôi chấp nhận đóng thuế bởi vì thuế là nghĩa vụ của công dân sống trên một đất nước, muốn đất nước đấy có nguồn thu nhập để mà cho cái hệ thống hành chính điều hành, nó quản lý đất nước, thì đương nhiên chúng ta cần phải có thuế, cần phải có tiền thì mới làm được. Thì đương nhiên là người công dân là cần phải thể hiện cái trách nhiệm người công dân đóng thuế. Em sẵn sàng đóng thuế loàng hoàng luôn, bán mấy chai nước mắm giặt dẹo ở trên mạng thôi vẫn đóng thuế đầy đủ nhá. Đấy, sợ thật. Dân đen phải bằng cấp tiến sĩ ở Việt Nam thì nói đến cũng nản. Có bao nhiêu là bằng thật đâu, toàn bằng giả. Buồn vãi. Đất nước thì đúng là liêu xiêu.
Người dân thì vô cảm thờ ơ, ai cũng lo cho mình, ai cũng sống vì bản thân mình ơi. Rồi sau này nó như Tây Tạng rồi, lúc đấy là quá muộn rồi. Muốn quốc tế can thiệp, muốn châu Âu can thiệp, muốn Mỹ can thiệp thì trước tiên người dân trong nước phải có cái động thái gì. Chứ tự dưng làm sao mà Mỹ hay là Liên Quân nó mang máy bay, súng ống, tàu ngầm, tên lửa rồi là hạm đội sang đây để nó mà nó đánh Việt Nam được, có đâu có cớ gì đâu. Ít ra thì cái thằng Bashar Assad đấy thì nó cũng nó có cái cớ là nó mang nó sử dụng vũ khí hóa học để nó giết người, để nó giết dân thường vô tội. Thì nó có cái cớ là để đấy, nó còn xa chứ dân Việt Nam mình giờ nó cứ im re như thóc ở đây, ai chả ai ý kiến ý còi hết cả. Giá xăng tăng thì kệ bố giá xăng, nó siết về thuế, thu thuế thu nhập doanh nghiệp, nó tăng thuế cả bia lên, mà cũng tăng thuế bia lên đi. Ngày xưa là bia là cũng chỉ bình thường thôi, bây giờ nó tăng thuế cả bia, cả nước ngọt, cả các loại lằng nhằng, nó bảo đấy là tiêu thụ đặc biệt đấy. Rồi công ty bia 333 mình bán cho thằng Thái Lan rồi bán bố nó đi. Dân đen trong nước uống bia lắm, suốt ngày nhậu nhẹt, đi làm về không về nhà, về cửa với vợ với con còn la cả quán xá nhậu nhẹt, làm cho mụ mị đầu óc, người đâu còn biết là cuộc sống như thế nào, dân tình như thế nào, thời thế như thế nào, xã hội nó đang đảo điên như thế nào đấy. Thế nên là thôi thôi bỏ mẹ đi, khỏi cần phải bia mới bọt mực mình. Các bác thử xem có cái nước nào mà lại lắm bia lắm bọt như ở Việt Nam, tiêu thụ thế nào 5 tỷ lít bia một năm, cái đất nước nào nó tiêu thụ kinh hoàng như thế không. Bây giờ thử so sánh với thằng Tiệp Khắc hay thằng Đức, hai thằng đấy nó uống bia dã man con ngan luôn. Thế nhưng mà nó lại có những cái lễ hội bia đấy, nó uống bia cũng nhiều lắm. Thế nhưng mà đấy, nó ăn được thì nó làm được. Đấy, kinh tế của nó đấy. Thằng Đức là gọi là ông trùm của Liên minh châu Âu ấy, nó đóng góp cho Liên minh châu Âu hơi bị nhiều tiền, nó giàu có như thế đấy. Đấy, còn thằng Tiệp Khắc ấy, ngày xưa là đi theo con đường gọi là đi theo xã hội chủ nghĩa thì còn nghèo, bây giờ nó Tiệp Khắc nó giàu rồi đấy. Tiệp Khắc bây giờ nó thằng Cộng hòa Séc rồi đấy, giàu có rồi đấy. Đấy, ăn được thì nó làm được, cái Việt Nam mình ăn được đéo làm được, lo phá hoại không. Đấy là cái loại, từ cái loại mà lãnh đạo đấy. Còn dân đen thì cũng chả thiết tha gì lo làm đấy. Đi làm về lương thì cũng ba cọc ba đồng, xong rồi chán nản quá, chả đủ nuôi con, thế là lang cà, là bia bọt, thế là nhậu nhẹt, thế là thôi tối tăm đầu óc, chả còn biết được là đủ tỉnh táo để xem là xã hội nó đang đảo điên như thế nào, dân tình mình nó đang khổ sở như thế nào đấy. Cho nên là thôi em chán đời lắm bà con cô bác ạ. Lâu em không sờ chim ấy, mọi người cứ nhắn tin các bác các anh các chị yêu quý cái cách nói chuyện của em, các bác yêu quý cứ nhắn là thế sao không thấy cháu sờ chim, à quên, không thấy cháu livestream, không thấy cháu lên nói cho vui, rồi thế nọ thế trai đấy, nhiều người nhắc lắm. Thì hôm nay thì nhân tiện thì các bác nhắc thì em nói luôn đấy, cái vụ đấy là em đéo muốn làm con vịt để cho nhà nước vặt lông, bởi vì em còn chả còn cái lông nào đâu. Tí nữa em đi mua gọi là một bộ dao lam gì lét là có lông nọ, lông trai, là lông ông lông bà, em cạo sạch mẹ nó luôn đi, khỏi có cái chỗ nào vặt nữa nha, em nói thật luôn đấy, cạo chọc đầu luôn, trên người có lông gì cạo hết, khỏi phải vặt. Hộ sư đấy. Thôi mỗi ngày sờ chim lộn độ 30 phút thôi là đủ rồi, nói dài nói dài thành ra không hay đấy. Thì trước khi mà em sờ chim, trước khi mà em kết thúc cái livestream này ấy, ý của em muốn nói rằng là chúng ta hãy thức tỉnh lên. Những người dân trong nước bây giờ không là phải là cái thời của người ta có thể người ta bịp bợm, người ta có thể mị dân, người ta có thể che mắt những cái thông tin mà chúng ta nhận được. Hiện tại là có rất là nhiều những cái thông tin như là Facebook này, rồi là Twitter này, rồi là những cái trang của nước ngoài đưa tin rất là trung thực. Chúng ta cố gắng học tiếng Anh để trao dồi, để chúng ta nắm bắt được. Chứ bây giờ cái thằng tuyên giáo ấy, rồi nó nói rất là bố láo nha. Nó nói là binh lính Syria là vừa nghe nhạc vừa gọi là đánh chặn tên lửa của Mỹ đấy. Nó coi thường Tomahawk của Mỹ chưa, là vừa nghe nhạc đấy lại vừa đánh chặn được tên lửa. Nghe nói rằng là ông ấy mới có pháo kích 60 quả tên lửa Tomahawk thôi, thế mà bọn nó lại kêu là bắn rơi được 70 quả rồi, đào đâu ra mà 70 quả đấy. Thế cho nên là thời buổi này ấy mà nghe cái mồm nhôm VTV1, các loại VTV là cái mồm nhôm của đảng, mồm nhôm của chế độ, đừng có tin vào chúng nó là đổ thóc giống ra mà ăn nha bà con cô bác. Đấy, cho nên là tin vào những cái kênh chính thống của những cái đài uy tín như là BBC, CBS, CNN, ABC, AFP này, rồi là Reuters này, rồi The Guardian, rất là nhiều những cái trang đó. Những cái thông tin chúng ta không cần phải biết tiếng Anh quá siêu để chúng ta đọc hiểu tất cả, chúng ta chỉ hiểu được những nội dung chính là
bao nhiêu quả Tomahawk, bắn vào những mục tiêu nào, rồi là khi nào khởi thế nào, có những quân đội của nước nào, chúng ta chỉ cần biết đến thế thôi, đâu cần biết chi tiết là như thế nào đâu. Thế cho nên là tin cái mồm nhôm của cái bọn 800 cái tờ báo đài là định hướng của ban tuyên giáo nhà chúng nó tào lao mía lao nhà chúng nó, còn bảo là cầm ná thôn mà còn bắn được. Xong rồi ngày xưa chúng nó tuyên truyền là B-52 của Mỹ nó bắn rơi như là sung dụng luôn, nấp vào mây tắt máy đi chờ máy bay Mỹ đến bắn rơi xoảng, đéo biết cái gì, tin sái cổ luôn. Ngày xưa rồi là cái trực thăng UH-1, ông nào cầm tay không kéo UH-1 xuống cơ. Đấy, toàn là huyền thoại thôi. Rồi có bà gì, bà Lý Thị Năm, bà ấy ném lựu đạn vào cách 700m mà ném. Bị bà ấy bị phe Mỹ bắn cho 30 phát đạn vào người mà vẫn còn sức để mà vác thêm 50 cân đạn pháo, chạy phải đến hàng mấy trăm mét đi xuống xong rồi gục ngã. Đấy, Lý Thị Năm huyền thoại của chế độ dựng lên đấy, bà Lý Thị Năm đấy. Đấy. Thế còn anh hùng nào mà lại anh hùng mà lại và Võ Thị Sáu rồi là giặc đem ra bãi bắn đấy, đi giữa hàng lính vẫn ung dung mỉm cười bởi vì bà ấy bị khùng, lợi dụng bà ấy bị điên khùng, xong rồi cầm bom cầm mìn ném vào lính Pháp đấy, ném vào khu chợ của dân đen đấy, thật là chết nhiều người quá, bị xử bắn cũng hơi ác bởi vì Võ Thị Sáu mới 16 tuổi thôi lại còn bị tâm thần nữa mà bị Pháp nó xử bắn thì cũng hơi ác thật. Nhưng mà đấy, ác là ai ác trước? Ác trước là mấy ông này ác trước, thấy người ta điên khùng lợi dụng người ta cũng cong băng cong mìn vào trong đấy. Đấy, cho nên là tất cả những cái huyền thoại rồi Lê Văn Tám rồi là gì rồi là Nguyễn Văn Trỗi rồi là Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai rồi là ôi dồi ôi Tô Vĩnh Diện đấy, trời ơi, toàn là những cái huyền thoại mà gọi là